Tổng thống Indonesia thăm Ukraine trong sứ mệnh hòa bình. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến Kiev hôm thứ Tư ngày 29 tháng 6 để thăm Ukraine với hy vọng khơi lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và tìm cách giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc sang các thị trường toàn cầu. Tổng thống Widodo và phu nhân đã đến thủ đô Ukraine bằng tàu hỏa. Sau đó, ông đã đến Irpin, nơi bị tàn phá bởi chiến tranh gần Kiev. Ông đã chứng kiến sự tàn phá nặng nề của các khu dân cư sau cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Zhukovy là chủ tịch của nhóm 20 quốc gia G20 và là một trong 6 nhà lãnh đạo thế giới được Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm nhà vô địch của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu, được thành lập để giải quyết mối đe dọa về nạn đói và nghèo đói do chiến tranh gây ra ở Ukraine. Trước chiến tranh, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia. Tiếp sau đó, Tổng thống Indonesia sẽ gặp Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky trước khi tới Nga gặp Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Và ông cho biết sẽ thúc giục ông Putin đồng ý ngừng bắn.